Narendra Modi. Hiện nay, Ban Công ước đã từ từ Công ước và Thường Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài Thủ tướng Ấn Độ Sri Narendra Modi và Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vũ Đức Đam từ từ quang lâm vào lễ đường. Xin toàn thể chư tôn đức trang nghiêm một tràng pháo tay để chào đón Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Được công thỉnh Hòa thượng Chủ tịch, Ngài Thủ tướng Ấn Độ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trở lên lễ đài chư tôn đức an tọa tại vị trí hai bên. Xin được công thỉnh chư tôn đức. Xin toàn thể một tràng pháo tay và xin quý vị an tọa. Xin quý vị an toàn. Xin đáp lễ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào tất cả các quý vị. Namaste. Kính thưa Ngài Thủ tướng Ấn Độ Sri Narendra Modi. Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị khách quý. Nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ, Ngài Sri Narendra Modi đã dành tình cảm đặc biệt đến thăm và giao lưu với tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội. Tại buổi đón tiếp đặc biệt này, xin trân trọng giới thiệu Ngài Thủ tướng Ấn Độ Sri Narendra Modi. His Excellency Indian Prime Minister Sri Narendra Modi. Chào đón Thủ tướng Ấn Độ về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chư tôn đức lãnh đạo cao nhất Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo tăng ni. Về phía Chính phủ Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Quý vị khách quý, tháp cùng đoàn Thủ tướng Ấn Độ và đại diện các bộ ban ngành Việt Nam. Ngài Đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội và Ngài Đại sứ Việt Nam tại New Delhi. Sau đây xin trân trọng kính mời Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên phát biểu chào mừng Ngài Thủ tướng Ấn Độ. Xin trân trọng kính mời Hòa thượng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vũ Đức Đam, kính thưa quý vị khách quý tháp tùng phái đoàn Thủ tướng Ấn Độ và quý vị đại diện các bộ ban ngành Trung ương Việt Nam, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể nam nữ Phật tử, kính thưa quý liệt vị, hôm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng và vô cùng phấn khởi được đón tiếp Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, đã dành thời gian thăm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội và giao lưu với tăng ni. Đây là sự kiện vô cùng đặc biệt, qua đó càng khẳng định vai trò của Phật giáo từ trong lịch sử quá khứ hơn 2.000 năm trước đây cho đến ngày nay, luôn luôn là cầu nối quan trọng trong tình hữu nghị bền chắc
giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam. Kính thưa Ngài Thủ tướng Narendra Modi, kính thưa liệt quý vị, vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, Hoàng đế Ashoka là vị vua anh minh trong lịch sử Ấn Độ, đã có công lớn đem Phật giáo đến với thế giới. Một trong chín đoàn truyền giáo mà Hoàng đế Ashoka gửi ra nước ngoài đã đi đường biển đến vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nếu chúng ta lần theo dấu vết những câu chuyện huyền thoại, có thể nói Phật giáo đến Việt Nam từ những thế kỷ trước công nguyên. Về mặt chính sự, Việt Nam tự hào có trung tâm Phật giáo Ly Lâu, nay là chùa Dâu, tức chùa Pháp Vân, tỉnh Bắc Ninh, nơi mà các nhà sư Ấn Độ là những người đầu tiên đem Phật giáo trực tiếp vào Việt Nam thông qua con đường thương mại biển như Ngài Khodala Vân. Tại trung tâm Phật giáo Ly Lâu, ngay từ những thế kỷ đầu công nguyên, kinh điển Phật giáo được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng bản địa. Nổi tiếng là thiền sư Khương Tăng Hội, có người cha là người Ấn Độ, mẹ là người Việt Nam, phiên dịch nhiều kinh điển Đại Thừa, sau đó đã truyền Phật giáo sang vua Ngô Tôn Quyền của Trung Quốc vào năm 247 sau công nguyên. Có thể khẳng định Phật giáo đã trực tiếp truyền vào, tiền từ Ấn Độ vào Việt Nam theo con đường thương mại biển, tạo nên sự tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa bản địa Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo đã trở thành thành tố văn hóa không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Kính thưa Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Phật giáo đóng vai trò khởi nguồn cho mối quan hệ tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ từ những thế kỷ đầu công nguyên. Mối quan hệ đó được thắt chặt trên nền tảng tình hữu nghị giữa Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, Ngài Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sự hiện diện của Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội hôm nay chính là sự kế thừa di sản của Hoàng đế Ashoka và Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru trong sứ mệnh cống hiến nền văn minh Ấn Độ với thế giới. Ngày nay, đất nước Ấn Độ vĩ đại có nền khoa học tiên tiến, nền kinh tế phát triển với giá trị trí tuệ của Ấn Độ, tinh thần bi trí dũng của Phật giáo và sự hòa hợp vũ trụ yoga hội tụ trong con người Thủ tướng Narendra Modi sẽ lãnh đạo nhân dân và đất nước Ấn Độ phát triển phồn vinh thịnh vượng. Ấn Độ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới. Một lần nữa, thay mặt cho hơn 50.000 tăng ni và hàng chục triệu tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệt liệt chào đón Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nguyện cầu Phật tổ gia hộ cho Ngài Thủ tướng sức khỏe dồi dào, trí tuệ càng tăng và nhiều cống hiến cho đất nước Ấn Độ cũng như toàn thế giới. Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin chân thành cảm ơn chính phủ Ấn Độ trong nhiều năm qua đã giúp đỡ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đào tạo tăng ni trình độ nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học của Ấn Độ, cũng như giúp đỡ tăng ni Việt Nam trụ trì các ngôi chùa Việt Nam tại các thánh tích Phật giáo ở Ấn Độ. Chúc tình hữu nghị truyền thống lâu đời và đặc biệt giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam mãi mãi bền vững. Kính chúc chuyến đi của Ngài Thủ tướng được thành công tốt đẹp. Sau đây, trân trọng kính mời Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giao lưu với tăng ni sinh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Ngài.
वैसे कुछ लोग तो होंगे जो हिंदुस्तान में पड़े होंगे. Ngài có chứ muốn hỏi là trong các ngài có đã có ai từng sang Ấn Độ học chưa? Có. Hè bó thế cho quý chưa biết được. Hả? Áp sắp cả bó gaya jana hua hai. Và coi như là các ngài coi như là sinh ra tại đâu? Nên 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 bây giờ đang học Ấn Độ. Cái này nhà bác nói hai là sư. Như cái giáo hội Ấn Độ. Ở đây là sư kiện. आप सब काशी में पढ़े हैं. Thế là coi như là các thầy coi như học ở tại Kashi hay là các thầy các học ở đâu ạ? Học ở New Delhi. नमस्ते जी. आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? तो बहुत गया जाना होता है आपका. Ngài coi như có hay đi đến Bodh Gaya không ạ? तो दिल्ली छोड़ने के बाद फिर गए नहीं कि? Thế là khi rời Ấn Độ coi như các ngài có sang tiếp không ạ? हम हर साल जाते हैं. ये अभी गुरुजी जो है वो इंडियन नेशनल के लिए हुए हैं. अभी ये सारनाथ में इनका मंदिर सारनाथ में वाराणसी में भी तो है. वाराणसी को Indian passport. Thầy cứ nói đi ạ. सब वियतनाम के ही विद्यार्थी हैं कि बाहर से भी आते हैं? नहीं लगा है तो मुझे हॉर्ड को ये तत्क्षण आ रहे हैं देवला tu sĩ coi như đã học từ Việt Nam và sang Bồ Đào học hay là coi như là chỉ học bên này thôi ạ? Chúng bây đây nữa, xong từ bây. Cúch lúc vô nhà về pờ rè hè, cúch lúc India sẽ pờ kờ kè ai hè, và cúch lúc vô India jane wale hè. Nó đã nói. Tạp lô cũng có cơ hội Bharat jane ka moka mila. Các ngài coi như là có bao giờ được sang Ấn Độ chưa ạ? Này, abhi này. Này mila. Mân karta hè. Có muốn đi không ạ? हाँ बन करता है. वो चाहते हैं कि वहाँ पे जा करके जो है बुद्ध धर्म के बारे में जाने. अभी ये बुद्ध धर्म के कोर्स कर रहे हैं. आपको जल्दी आना चाहिए पहले सबसे पहले. वहीं का ngài là coi như phải cố gắng coi như là thu dành thời gian để đi sang bên đấy học ạ. Bồ đề vực के नीचे बैठना चाहिए. Và đến đấy là ngồi dưới cây bồ đề và coi như để tu luyện. हम बहुत चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए. जरूर आइए, स्वागत है. मुझे कहाँ आएगा ये सांग बताओ. तो क्या हुआ? ये गुरुजी दिल्ली में से पढ़ के गए. दिल्ली में पढ़े. ये कहना चाहता है भारत मेरा दूसरा घर है. वाह. मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ. वाह. कितने साल रहे भारत में? तुम्हारी दीक्षा हो गई? इन्होंने 14 साल बिताए वहाँ पे. हमको स्कॉलरशिप मिला था. थे ना कोई नहीं नीचे आप दिल्ली है ना? दिल्ली यूनिवर्सिटी. पंजाबी यूनिवर्सिटी. अरे वाह. इन्होंने पीछे पीएचडी किया.
ये सब लिखने वियतनाम में ही है। ये भी कभी भारत जाएंगे पढ़ने के लिए? ngài muốn hỏi coi như các ni sư coi như cũng muốn sang Ấn Độ học không ạ? À, ये भी चाहते हैं वहाँ पे जाके पढ़ने के लिए। इससे सब सीखिए क्या क्या होता है वहाँ। coi như là các ni cứ học qua sư ni đi trước rồi coi như là sẽ có ngày làm. ये चाहते कि हम एक बार जो है बुद्ध भूमि में पहुँचे। बिल्कुल जाना चाहिए। मरेगा नीचे। आप लोगों को मन करता है भारत जाने का? ngài muốn hỏi coi là các ngươi có bao nhiêu nguyện vọng anh muốn sang bên Độ không ạ? Sang để học không ạ? Hà mân cập tại. Cập tại. Sao thì hai cái này thâm thế hai sắp luôn. Và coi như các ni coi như đã ở đây bao nhiêu lâu và tu được bao nhiêu lâu rồi ạ? ये कह रहे कि इन्होंने तपस्या जो है वो तकरीबन 10 साल से किए हुए हैं। यही से 10 साल से भारत में गए हैं। ना को किप नाओ नी सांग दो क्या? नहीं अभी नहीं। मन करता है जाने का? थे को ही वो थे को मुझे हम देखो आज जा जाना चाहिए। यहाँ बैठना है आप बैठिए। हाँ, आप लोग पढ़ते हैं, हैं? क्या हुआ? शर्मा गए? आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैंने कहा कि आप हम पढ़ते हैं। लगों को मन अजी लगी हम पढ़ते हैं नहीं यार, ना हम यही थे आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप लोग खड़े हो जाइए। आप लोग बात तो क्या बनेंगे? भिक्षु बनेंगे? मुझे ला ngài muốn mà hỏi là cái các ni có hy vọng gì? Chắc là sau này có những công muốn là coi như là tham đi du học ở nước ngoài. Dạ, các ngài đang ngồi vị trí trước này ạ? Venerable Thich Thien Nhon, His Excellency, kính thưa ngài Thích Thiện Nhân, kính thưa phó chủ tịch Vũ Đức Đam, मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की पल है। मुझे आज इस पैगोडा में आने का सौभाग्य मिला। इसके पूर्व भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1959 में इस पवित्र धरती पर आए थे। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है।
Tôi rất vui mừng coi như là hôm nay được tham gia đến chùa Quán Sứ để gặp được các tăng ni. Nhân dịp này tôi rất gửi lời cảm ơn tất cả các thầy, các cô và các thượng tọa. Tôi rất vui mừng khi mà được tới đây. Trước kia đã có ngài Narendra Prasad, năm 1950 ngài đã qua đây. 1959. Most venerable Thich Thien Nhon se main aaj pooch raha tha ki unki birth date kya hai. Mujhe bataya gaya ki unka janmdin hai 10 October 1950 aur meri janm tarikh hai, unki janm tarikh hai 17th October 1950 aur meri janm tarikh hai 17 September 1950. Tôi đã hỏi ngài Thích Thiện Nhơn là có phải ngài sinh ngày 17 tháng 10 năm 1950 không ạ? Thì ngài trả lời là đúng. Và ngày sinh của tôi cũng là ngày 17 tháng 9 năm 1950. हजार साल का हमारा नाता इतिहास को ये सीखना चाहिए कि इन 2000 वर्ष में कुछ लोग यहां युद्ध को लेकर के आए थे और हम बुद्ध को लेकर के आए थे. जो युद्ध को लेकर के आए थे वे मिट गए, जो बुद्ध को लेकर के आए वो अमर हो गए. 2000 năm lịch sử đã có trôi qua, cũng có rất nhiều những các giai đoạn, như những giai đoạn đã mang đến những các chiến tranh và có những giai đoạn đã mang đến hòa bình và Phật giáo. 2000 năm trước những ai mang chiến tranh đến đây đã tàn hết, nhưng 2000 năm trước những ai đã mang đạo Phật đến đây đã được vinh quang. विश्व को शांति के मार्ग पर क्यों जाना चाहिए? शांति का मार्ग हर किसी को सुख संतोष देता है. युद्ध का मार्ग कुछ लोगों को कुछ समय के लिए शायद रुतबा बताने का अवसर देता होगा, लेकिन बुद्ध ही है जो हमें शांति का मार्ग दिखाता है, शांति देता है. Thế gian cần hòa bình, đi trên con đường hòa bình sẽ mang đến hạnh phúc cho muôn loài. Chiến tranh chỉ mang lại tàn phá, độc ác, chết chóc. Đạo Phật mang lại những hy vọng, những ánh sáng, những niềm tin, những hòa bình. आज भी जो लोग अशांति के मार्ग पर, आतंक के मार्ग पर, बंदूक और पिस्तौल के मार्ग पर जा रहे हैं, वियतनाम उनके लिए एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि युद्ध से बजाय बुद्ध कितना परिवर्तन लाता है, बुद्ध कितना बड़ा सुख देता है. Ngày nay những ai đem chiến tranh, những ai đem đau khổ đến thì coi như họ sẽ phải nhìn lại Việt Nam, một đất nước đã từng qua những giai đoạn chiến tranh, nhưng Phật giáo đã đem lại hòa bình trên toàn thế giới.
भारत से बुद्ध परंपरा वियतनाम आई वो सीधी सीधी समंदर मार्ग से आई, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, कोई एजेंट नहीं था, वो डायरेक्ट यहां आई है। और इसलिए न कोई डाइल्यूजन है, न कोई डायवर्जन है, शुद्ध रूप में बुद्धि सत्व को पाने का आपको सौभाग्य मिला है। Đạo Phật coi như đã được đi qua đường biển, của không coi như phải đi qua những con ngách nào cả. Cho nên khi Đạo Phật đến được tới Việt Nam là rất trong sạch, không có sự phai nhòa ở trong những các lời kinh. युद्ध ने आपको दुनिया से दूर किया, बुद्ध ने आपको हिंदुस्तान से जोड़ करके रखा। Chiến tranh đã đưa ta đi xa khỏi những các con đường, nhưng đạo đã đưa ta đến gần với đất nước Ấn Độ. अभी मैं सभी भिक्षुओं से बात कर रहा था, जो लोग भारत हो आए हैं उनके चेहरे पर एक चमक है, और जो भारत जाना चाहते हैं उनके चेहरे पर एक अद्भुत जिज्ञासा है। Vừa rồi tôi có được nói chuyện qua với một số tăng ni, những tăng ni đã được học từ Ấn Độ, trên những các khuôn mặt tôi thấy một ánh sáng, một ánh hào quang, và những tăng ni tôi hỏi có muốn sang nguyên Ấn Độ để học không thì trên khuôn mặt có một cái hào hứng. मैं आप सबको बुद्ध की धरती पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं, और जिस वाराणसी में हमारा भी यहां का एक पगोड़ा है, उसी वाराणसी का मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, और इसलिए मैं आपका पक्का यजमान हूं। तो मैं भी आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप भी कभी भगवान बुद्ध की धरती पर आइए, बोधि वृक्ष के नीचे आप भी कुछ पल बिताइए और उस महान परंपरा का एहसास करें। मेरा आप सबको निमंत्रण है। Tôi cũng chân thành mời các tăng ni, các tu sĩ, những ai đã chưa sang tới Ấn Độ thì sẽ có một dịp nào đó sang tới Ấn Độ học hành ở bên đó. Tôi cũng biết là ở Varanasi cũng có chùa Việt Nam, tại Varanasi tôi cũng có chùa Ấn Độ và tôi cũng là một ban lãnh đạo ở đó. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ được đón tiếp các tăng ni khi sang bên đây học và học nhiều đạo Phật. Khi đến đó tôi cũng mới trân trọng mời các tăng ni ngồi thiền tại cây Bồ Đề và để hiểu về đạo Phật. मैं आप सब साधु संतों का, मोस्ट वेनरेबल थिक थियन न्योन जी का हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे आशीर्वाद दिए, स्वागत सम्मान किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत आभारी हूं कि वे स्वयं आज यहां उपस्थित रहे और हमारा सम्मान बढ़ाया। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tới ngài Thích Thiện Nhơn và ngài Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cho tôi một thời gian quý báu để được gặp những tăng ni và được hiểu những mong muốn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn, chân thành cảm ơn. Dạ mời các thầy lên.
Tăng Ly Sinh chúng ta đứng tại chỗ thì Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội chụp ảnh với Thủ tướng. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin thành tâm tri ân công đức của Chư Tôn Đức trong ban thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đặc biệt nhất là Tăng Ni Sinh đã bớt thời gian để trở về trụ sở Trung ương.